Cả hai đều là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá xứ Nghệ và đội tuyển quốc gia. Cả hai đều đã cùng chia tay sân cỏ với những con đường hoàn toàn khác nhau. Trời phú cho cái chân phải cực dẻo cùng nền tảng kỹ thuật hoàn hảo, đặc biệt là lối chơi tinh quái, Văn Quyền xứng danh thần đồng của bóng đá Việt. Cú đá phạt ngoạn mục trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng giúp U16 Việt Nam đánh bại Trung Quốc, giành vé vào bán kết chính là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của tài năng xứ Nghệ. Và bằng cái tài không đợi tuổi ấy, cậu bé cùng một bà mẹ đơn thân nghèo quê Hưng Nguyên, Nghệ An vụt sáng trở thành ngôi sao mới của làng cầu Việt. Bàn thắng duy nhất để đội tuyển Việt Nam lần đầu đánh bại Hàn Quốc tại vòng loại giải vô địch châu Á năm 2004, pha cứ lòng siêu đẳng vào lưới Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 22 đã chứng tỏ tài năng của Văn Quyến. Nhưng đúng vào lúc đỉnh cao nhất, được kỳ vọng nhất, Văn Quyến lại tự vấy bùn đen vào mình khi mới 21 tuổi. Dính vào vụ dàn xếp tỷ số tại SEA Games 2005, cái giá mà anh phải trả là án tù treo 2 năm cùng 2 năm bị cấm thi đấu. Cái giá ấy còn đắt hơn thế. Một Văn Quyến khác hẳn đã thay thế cho cậu bé quê nghèo ngày nào. Tiếp tục đá cho Sông Lam Nghệ An rồi Ninh Bình, Văn Quyến chỉ còn là cái bóng mờ, thi thoảng được ồ lên tán thưởng với vài pha xử lý ngẫu hứng. Ngoài đời cũng là một Văn Quyến bất cần, đầy chất xã hội và vẫn bị nghi dính đến tiêu cực. Từ chối Cần Thơ vào đầu mùa giải 2015, Văn Quyến chính thức chia tay sân cỏ đúng vào tuổi 30 để khép lại sự nghiệp buồn của một ngôi sao được kỳ vọng nhất. Kém Văn Quyến chỉ một tuổi và cũng trưởng thành lên từ lò Sông Lam, nhưng Công Vinh luôn là cái bóng của thằng béo thời đỉnh cao. Và rõ ràng, nếu không có scandal bán độ ở SEA Games 2005, thì có lẽ Công Vinh chẳng thể vượt nổi người đồng đội của mình. Trời không phú tài năng, nhưng bù lại, chân sút quê Quỳnh Lưu này rất biết nỗ lực để tự hoàn thiện và đặc biệt là khả năng chớp thời cơ. Sau SEA Games 2005, Công Vinh trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công và sự nghiệp thăng hoa thực sự bắt đầu. Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử V-League, cầu thủ khoác áo vàng ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia, top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho các đội tuyển quốc gia trên thế giới còn đang thi đấu, 2 lần khoác áo các câu lạc bộ nước ngoài, kiếm hàng chục tỷ đồng qua những lần chuyển nhượng. Từ đó đã đủ nói lên sự thành công của Công Vinh, điều mà Văn Quyến không có nổi. Và Vinh còn là hình mẫu cho thứ cầu thủ bóng đá thời chuyên nghiệp của Việt Nam với cuộc hôn nhân cùng ca sĩ Thủy Tiên và cuộc sống nhuộm màu showbiz kiểu Beckham, Victoria. Bởi thế, bên cạnh ánh hào quang còn là đủ thứ thị phi, để rồi ngày 8 tháng 12 năm 2016, ngay sau kỳ AFF không thành công, Lê Công Vinh chính thức dã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp cũng ở cái tuổi 31. Văn Quyến, Công Vinh, hai tài năng mà chẳng biết đến bao giờ bóng đá Việt Nam mới lại có nổi. Nhưng hai người là hai con đường khác biệt.